Vào đây mọi người, đây là điểm mình sẽ chiến đấu nha. Đó, đây là một cái bờ sông rộng mênh mông, đó, có cầu sắt luôn. Rồi thì bây giờ mình sẽ chiến đấu tại đây nha mọi người. Thì hồi nãy là mọi người đã thấy mình bầm cây ngò gí rồi đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ lấy ngò gí mình trộn với cám và múc nước tại cái chỗ này để mình câu. Thì ngày hôm nay mình sẽ câu bằng hai cây cần mít treo và hai loại, là một cái là lăng xê và một cái chùm nho, để coi ăn cái nào nha mọi người. Ok mọi người, bây giờ mời mọi người cùng theo dõi buổi câu ngày hôm nay nha. Thì anh em thấy cộng này anh em biết gì không? Đây, đây là ngò gí nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái ngò gí bầm nó ra. Thì anh em đợi xem cái gì bất ngờ sắp tới nha. Cái này mình bầm mình lấy hết thì lấy rễ đi, cái này kia hết đi. Này anh em có máy xay thì ok hơn nha, còn mình không có máy xay thì đây thì mình bầm nó thôi. Nói chung là bầm cho nó nhuyễn ra. Rồi thì ở đây mình đã bầm nhuyễn rồi nha anh em. Đó, đây là cọng ngò gí và mình đã bầm nhuyễn rồi, thì bây giờ mình sẽ đem nó đi câu. Ok mọi người ha, hôm nay mình sẽ áp dụng công thức mới rồi sao coi có kết quả gì không nha mọi người. Đây, bây giờ mình sẽ bắt đầu tộn nha mọi người. Đây là ngò gí đó. Và nước này là mình mới vừa múc lên, thì bây giờ mình sẽ tộn thử cám với ngò gí rồi sao nha. Thì mình thấy có một số anh em mua của mình về á, rồi nói là trộn như vậy nó ăn cá nó ăn dữ lắm, và đặc biệt là cá mè dinh ha. Thì ngày hôm nay đi mình thử coi, mình không biết là hôm nay nó còn cái mùa cá mè không nữa, nhưng mà kệ thử coi sao nè. Đổ vô nè đó, hôm đó mọi người nó sạch lên, nó hơi mùi ngò ghê gớm luôn. Đổ vô. Ok mọi người, thì vậy mình sẽ bóp nha mọi người, bóp lại cho nó dẻo thôi nha, là câu nha. Ok mọi người ha. Rồi mọi người, ở đây mình sử dụng hai cần mít treo nha mọi người, hay là hai cây cần cảm giác luôn, cán bật. Thì cây này 2m7 là giá bán là 590 ngàn. Và đây thì có một số bạn hỏi mình á là mua cái lục lạc này về gắn sao. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với mọi người cách gắn lục lạc. Thì ở đây là mình có cái cọng dây rút, và đây là cái lục lạc như thế này thì bên mình bán là 10.000 cái. Mình sẽ lấy gọng dây rút đó, mình hợp cái lỗ dưới cái lục lạc. Đây, ở dưới lục lạc theo có cái lỗ, hợp vô. Và tên cái lọc cần mình đây, cái phen thứ hai mình sọt vô, mình rút vô phen thứ hai. Mọi người nhớ là rút vô cái thân cần nghe, chứ đừng có rút vô cái vòng phen nghe. Rút vô cái vòng phen là quăng không được, rút vô cái thân cần thôi. Đó. Rồi sau đó bấm cái gọng dây rút bỏ là xong. Nó ăn cái nhịp thì nó kêu. Dạ. Rồi ok mọi người ha. Rồi thì ở đây á, là mình có lan xê mọi người. Lan xê là cái cục lò xo như thế này đây. Thì cái cục này có móc cục mút vô nha. Thì mình sẽ câu hai cây cần, một cây á, là bánh cục lan xê, và một cây á, là mình sẽ bánh cái chùm nho, để coi con cá ăn cái nào nha mọi người. Thì cái lan xê lúc trước thì mình cũng có câu rồi một lần, nhưng mà mình thấy nó cũng không có hiệu quả lắm, với lại nó dính thì đa phần nó dính cá nhỏ nhiều, còn cá bự thì hầu như là nó mình chưa có dính được cá bự bằng cái cục này. Thì ngày hôm nay mình bắn lại coi sao có hình kiếm cá mè biển ký không.
có cái cục mút trong đây nó mới ăn nha mọi người, nó mới dính nha. Rồi không có cục mút thì như là nó ăn không dính á. Đó. Thì cái lưỡi mình sẽ móc cái cục mút vô vậy đây. Rồi mình ghim vậy thôi. Thì cái lăng xê này là mình chơi văn nghệ thôi chứ mình cũng không có chuyên, cho nên là mình chỉ đại anh em nào biết thì phổ biến thêm nha. Chứ giờ là này là mình chơi văn nghệ thôi chứ mình không có làm cái cục này đâu. Cho nên mình nói cái gì đó có sai thì anh em cũng không cảm giùm. Đó mình móc vô rồi mình ghim lại nó vô thôi. Như là mình ghim cái tích vô. Cái con cá nó lại nó ăn nó dễ ghẻ, nó ghẻ trúng cái cục mút nè. Thì nó sắp lưỡi nó dính. Rồi nghĩ ra vậy thôi nha. Chứ mình cũng không biết cái cơ cấu nó ăn dưới ra làm sao nữa. Cái này dây nhỏ nó lòng hồng quá. Đó. Ghim lại nó vô thôi. Ok, giờ là xong một cục nha mọi người. Rồi, bây giờ tới cái chùm nho. Thì chùm nho là chùm nho 4 thôi. Cái chùm nho này bên mình bán là 10 ngàn, 10 chùm là 60 ngàn một bịch như thế này đây. Còn cái lăng xê này thì một hộp như vậy là 10 ngàn 2 chùm. Cái này ở đây là mình do mình câu cá mè cho nên bóp cục mồi nó sẽ nhỏ thôi nha mọi người. Không nên bóp bự đâu. Bóp nhỏ vừa cái lưỡi thôi. Đây con cá mè bóp bự quá đang không chín đâu. Câu mà câu cá ta thì mình cần bóp bự, còn câu cá mè không cần đâu. Nhưng mà mồi mình bóp nhỏ, mồi mình bóp được trong lưỡi nó nhỏ là mình phải nắn cục mồi cho nó dễ dẻo xíu. Chứ nếu mà cục mồi nhỏ mà nó mềm á, quăng nó dễ bể mồi lắm. Cái này ha, này là nhỏ lắm rồi nè. Chứ đó giờ mình bóp là cục bự cản luôn á. Rồi mình bóp chậm thôi mình quăng. Chưa gì hết rồi mình thấy có con chó nó ra nó kiếm mồi của mình rồi. Nguy hiểm quá, cất thôi. Đó 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 đó, nó chạy đó mọi người. Đó đó đó. Nó ra nó kiếm thấy mình cho nó chạy rồi đó. Thôi, để đây mình móc mồi vô chơi mọi người, câu cục chì luôn đó nha. Đây cục chì trong dây trục đi ra, tới cái phá. Móc vô cục mồi. À quất thôi nha. Cục lăng xê cũng vậy nha mọi người. Cũng từ đông cần đi ra. Đây ra cục chì luồn tới cái phá. Rồi móc vô cái chùm lăng xê. Giờ là chọi thôi. Okay, ha. Rồi thì xong xuôi hết nha mọi người. Bây giờ chỉ việc đợi cá cắn câu thôi nha. Thì hiện tại là mình đang câu hai cây cần mít treo 2m7. Cây này có 3 size là 2m1, 2m7 và 3m. Cây 3m là giá 620 ngàn. 2m7 là 590 ngàn. 2m1 là 560 ngàn. Ok mọi người ha. Còn cái chuông, cái lục lạc này đây. Đó, lục lạc này thì 10.000 cái, 8.000 cái, 12.000 cái, mình đang câu size 10.000. À, chống cực. Thì chống này chống M2, chống inox 45.000 cây. À, máy là máy Shimano Epic 4.395.000 cái. À, dây là dây Mekong 100.000 cuồng. Nếu mà mua cần với máy là tặng cuồng dây. Ok mọi người. Ở đây mọi người mình đang câu thì mình thấy có cái ghe lên cây nè mọi người. Rồi cây đẹp kìa. Đây là bông giấy nè mọi người. Rồi lại rồi. Bông giấy giờ nhiều loại quá nè. Có bông màu hồng nè. Này là màu tím chứ. Này màu hồng lợt kìa nè. Màu đỏ. Rồi bông này màu xanh luôn. Quá trời bông luôn. Có bông này màu cam đó nè mọi người. Nhiều quá. Rồi đã kìa. Đây mọi người, cá ăn rồi mọi người, đây mọi người. Cá ăn rồi nha. Mình mới thấy nó mổ, đó cái lăng xê mọi người, rút đó mọi người. Đây mình quay cận cho mọi người coi. Cái này không sợ sảy đâu mọi người. Đây nè. Đó, mổ rồi đó, rút đó.
người thấy là cột dây dịp dịp, mọi người thấy không? Đó 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 đó, rút rút cột dây cho mọi người. Đó 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 đó, nhưng mà nó không đổ chuông nổi nha, để mình bắt nó nha mọi người. Có cá, có cá, có cá, có cá. Ok mọi người. Cái vậy mà cái cây đang cá ăn trước. Tính không, tính không? Ủa? Tính không kỳ vậy? Ờ, vừa không dính thể luôn, nội ơi. Tào lao luôn, cá ăn bạc ra bạc kìa mà. Mình xảy, mình nghĩ là tính vậy nó không xảy, ai người nó xảy. Đó cuộc khác văn lợi nha mọi người. Chứ nghĩ là cái lăng xê nó dính vậy, nó dính chứ đâu xảy cho ai người kéo lên xảy. Thiệt tình, bó tay luôn thôi làm lợi. Lên gần tiếng đồng hồ mọi người, cá nó ăn được cái. Trong này mình thấy nó yếu lọt luôn, mình chạy ra tả đặt lại nhưng nó còn dịp 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 dịp. Thì mình nghĩ là vô rồi, dính rồi, đâu có ngờ đâu nó xảy, quay lên xảy mất tiêu. Thôi giờ đợi làm lại nha mọi người, xui quá. Đây mọi người, mình mới thấy nó ăn nữa mọi người, cây bên đây nữa mọi người, không biết dính không nè. Mình mới thấy nó ăn, mình chạy ra mở máy cho mọi người coi nè, ăn cây đăng xê nữa mọi người. Cây chùm nho sớm giờ là chưa thấy ăn luôn, nhưng mà cây đăng xê nó mổ được hai lần rồi mà cũng chưa thấy dính. Lần đầu nó mổ nhiều nhịp xảy, lần sau nó mổ nữa là nó gần răng gút gút đó mọi người. Nó dính hôm nay kỳ quá, thấy nó mổ cái đầu mạnh lắm, còn giờ nó cà nhịp nhịp luôn rồi nè. Mổ mạnh cái ơi, mổ mạnh cái bác ơi, cho có cá có tùng không ơi, kỳ quá. Chắc tất he nữa quá anh em ơi. Cái mổ mạnh lắm. Bây giờ để em bắt đại hên xui nha mọi người, tại vì mình thấy nó có mổ rồi. Nhưng mà mình ra cái thì không biết là nó có dính đây không nữa. Quay đại coi có dính không. Tất he rồi. Kỳ vậy ta. Nó mổ cái mạnh lắm luôn, mà tăng ăn tăng nhưng mà ăn sạch lưỡi luôn, sạch mồi. Đây. Ăn đó nè. Mới thấy mổ mình chạy ra đó. Nó ghẻ một cái ben luôn, xong mình đem ghe mình tưởng nó bỏ, ai ngờ cuối cùng dính. Nó không có nhịp gì hết trơn á anh em. Mình thấy em ghe xong mình lên quay lên thì cuối cùng đã dính, là đây dính con cá đầu tiên. Thì đây không phải là con cá mè dinh mà là con cá mè rảnh nha mọi người. Thì cuối cùng mình cũng đã có nhớt. Trời ơi, từ sớm giờ. Tần thân luôn. Tại da tóc dậy. Đây, có nhớt con cá đầu tiên, đây là con cá mè rảnh nha mọi người. Con cá có chút xíu luôn, mà kệ cũng có cá rồi nha, phải gắng đeo tới chiều coi được mấy con nha mọi người. Ok, hồi sớm anh em thì mình cứ nghĩ là sẽ vô câu một cái chùm nho với một cái lăng xê, cá năng cái nào, và mình sẽ lấy, nếu mà cá năng chùm nho thì sẽ đánh chùm nho, ăn lăng xê đánh lăng xê. Và cuối cùng đó mọi người, là cá nó đang ăn lăng xê nha, thì chùm lăng xê đã dính được một con. Ok, thì bây giờ mình sẽ chuyển qua mình câu hai chùm lăng xê luôn để coi nó có dính nữa không nha mọi người.
ok mọi người ha. Đây đây đây, ăn nè, em ăn nè. Nè chắc cú nè, chắc cú nè, nè nè. Em coi nè. Mẫu là đó 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 đó. Đó, còn lại chắc cú nha anh em, chắc cú rồi. Đây đây đây, biết bự không đây? Đây mình lượm nó nha. Lượm. Ê ê, con này bự nè, bí. Con này bự nha. Không biết cá gì đây nhưng mà con này tổng á anh em, bự bự. Ba ba ba. Ba ba. Cuối cùng cũng dính được con cá ra hồn anh em. Con này không đến nỗi nhỏ mà cũng không đến nỗi bự lắm, nhưng mà nói chung là cũng được. Nay mình làm ở mồi cám ngò gí đi câu cá mè dinh mà nó dính mè rảnh không à. Nhưng mà nói chung là cũng có dính này nha mọi người. Ok ha, cỡ hai nha. Yeah, ngon lành ngon lành. Ghê thiệt chứ. Vậy là cuối cùng cá đã ăn lan xê mọi người. Nó chọn nó ăn lan xê chứ nó không ăn kìm nho, và mình đã có hai con cá. Ok mọi người, thì mình giờ mình gán kiếm thêm vài con nó coi sao nha. Gán nào nào thêm khoảng 2 tiếng 3 tiếng nó coi sao. Chớ giờ làm câu thôi cũng 2 tiếng mấy rồi đó, mới được có 2 con thôi. Câu cá này nó cũng hơi chua mọi người. Để gán coi sao nha. Đây mọi người, cá nó ăn nữa mọi người nè. Đó 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 đó, thấy không mọi người, thấy không? Một cái nữa mình lụm nữa nha. Okay. À, còn dân cá này cũng nhỏ chứ. Thầy giảm tiếp nha. Con này bự hơn con nãy nha mọi người. Thì nói chung là cá mà dính là càng ngày nó càng bự ra nha. Ok ha, con thứ ba nha mọi người. Thì cuối cùng là cũng được rồi đó. Cá ăn lăn xê mạnh. Cục này còn luôn à. Cục này còn để mình quăng lại. Cá ăn lăn xê với con chùm nho sao dính được. Đúng mọi người. Rồi gắn vô lại nha. Đây, để nha mọi người. Đây đây, mang cái này. Mang cái này anh em. Cây bên kia nó bỏ qua cái này đang nè. Rồi nó mất rồi. Đó còn anh em, còn anh em, còn gì? Lượm lượm lượm. Thoải mái lượm đấy nha. Dính này, cái này dính này. Cái này khả năng dính cao. Nó mổ nhiều lắm rồi. Lượm 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 đó nha, lượm nha. Cái này nhỏ rồi. Ô quá quá. Không nhỏ nha anh em. Tiếp tiếp anh em ơi. Ồ, cái này cũng được nha. Đó, mày rảnh nha anh em. Ok anh em ha. Không ưu đầu con thứ tư rồi nha. Con thứ tư rồi nha anh em. À, có cái bữa nay cái mày rảnh không à? Chưa thấy con mày dinh nào hết. Mình tụ mồi câu cái mày dinh mà mày rảnh ăn không. Ok mọi người, dọn cá thôi. Con thứ tư nha mọi người. Yeah. Đây mọi người, dính con đó mọi người, mà con này nó ăn nó không nhịp gì trơn nha. Mình cũng không biết dính luôn, mình kéo lên thì dính nè. Ôi con cá ông nội ơi, cá lông thần trưởng chứ. Đây con này con thứ năm nha mọi người. Quá trời con cá luôn, khủng khiếp con cá. Cắt luôn nha, chút nó tính nó sao. Đấy còn rút ai? Mạnh không? Đấy còn. Ý. Lộn lộn, dính mọi người, dính mọi người. Dính rồi, dính rồi. Dính rồi mà cá nhỏ. Ủa? Thấy luôn. Rồi tàu lao luôn. Thấy luôn mọi người ơi. Mưa lớn luôn mọi người ơi, thua rồi. Thì giờ mình chung vô hầm cầu, mình ngồi mình đục mưa. Thì đục đục chút xíu, đợi tận mưa chắc có lẽ là ra cuốn kiện về nha mọi người. Trễ quá rồi.
câu ở đây á mọi người vui lắm. Ở đây hầu như là mấy anh em đi qua đi lại ai cũng biết câu hết trơn hay sao. Mình câu thấy ai thấy cũng hỏi, thì mình hỏi có cá này kia không, rồi lại chỉ điểm câu rồi ra ngồi tâm sự, rồi nói chung là về câu kéo thì quá là vui luôn. Chỗ này mình thấy ok mọi người, như là anh em đây vui vẻ hòa đồng lắm. Và cũng có một anh có ra tặng mình chai nước nữa. Ok mọi người ha, mình cảm ơn nhiều nha. Rồi thì cuối cùng mọi trời cũng đã xanh trong trở lại rồi mọi người, lá mây nó bay mất qua bên kia rồi, hết mưa rồi nha mọi người. Thì bây giờ để mình tổng kết thành quả cho mọi người xem rồi mình đi về nha, trễ quá trời. Ai bây giờ sẽ kéo thành quả lên nha. Đây mọi người, đây là thành quả câu từ hồi trưa tới giờ đó. Thì dính này được 5 con nha mọi người. Thì nó xảy cũng một đống, nó xảy là sao, xảy là do nó ăn mà mình ra tới thì nó bỏ, với lại nó ăn nó dịp beng beng mà giật nó không dính. Thì mình nói chung là mình cũng có cắt bớt phần, chứ mình để tùm lum quá thì anh em coi cũng không ok đâu. Thì dính được nhiêu đây, nói chung là cũng có thu nhập nha mọi người, cũng có thành quả nha mọi người. Ok mọi người ha, 5 con nha. Rồi bây giờ mình cũng sẽ tả nó lại thôi mọi người. Chơi cũng đủ bữa ăn mà cũng bắt làm gì, tại vì mình cũng đang còn trong cái hạn, thì hết năm nay, hết tháng 10 năm nay mình mới hết hạn được. Giờ để mình chụp tấm hình mình báo cá với anh em. Rồi ok mọi người ha, bây giờ thả nó về thôi, được 5 con. Đây là con nhỏ nhất, đây con kế, đây là con kế nữa, đây là con kế tiếp, và đây là con to nhất nha mọi người. Rồi thì hình báo ngày hôm nay mình đã tả lại rồi, giờ mình vô cuốn cận về. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong clip khác. Clip hôm nay là cám tộm ngò gí, nói chung là cũng có kết quả, cũng ok.